Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Guitar Samai xin giới thiệu với các bạn đến một sản phẩm mới, đó là guitar Hồng Đào HD2C. Cấu hình của chiếc guitar này là gồm với mặt trước là gỗ thông và lưng hông là gỗ hồng đào và tất cả đều là gỗ nguyên tấm. Và hôm nay thì mình xin gọi là test thử cho các bạn nghe qua tiếng đàn này. Và chiếc đàn này thì hiện đang được bán với giá là 1,5 triệu, và các bạn lắng nghe nhé.